Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Rai Long Fitness. Hôm nay thì sẽ là một video clip về chủ đề là giải pháp tăng cân cho người gầy, một chủ đề mà rất nhiều bạn quan tâm là đôi khi các bạn quá ốm, các bạn ăn hoài, các bạn không tăng cân, tăng cơ. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những cái vấn đề là tại sao mà cái chế độ ăn của bạn nó có vấn đề, giấc ngủ hay là những bộ phim mà bạn thường xuyên bạn xem vào giấc giờ khuya 1-2 giờ sáng nó dẫn đến việc là bạn sẽ không thể tăng cân tăng cơ lành mạnh được. Rồi, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vấn đề này trong 30 giây tiếp theo, và bây giờ là một chút quảng cáo dành cho các bạn. Đó là hiện tại thì cái ở Vietjam Fitness, một cái phòng tập gym hàng đầu quận 2 rất chất lượng, rộng 500m², rất nhiều mà các bạn tham quan sơ nha. Phòng tập này là cực kỳ chất lượng luôn, các bạn có thể thấy nó rất là rộng rãi, trang bị và tiện nghi rất là hiện đại nha các bạn. Mình đang làm việc tại phòng tập này và hiện tại thì mình đang có bên Vietjam đang có một cái chương trình tập luyện với huấn luyện viên cá nhân với chi phí cực kỳ hợp lý. Rồi, các bạn hãy inbox vào fanpage hoặc YouTube của mình để các bạn biết được cái chi phí và của chương trình này nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại cái vấn đề. Ok, điều đầu tiên thì là bạn phải xác định cái chỉ số BMI của bạn. BMI nha, đó là chỉ số cân bằng cơ thể. Cái chỉ số này bạn có thể tính một cách đơn giản, đó là cân nặng chia cho chiều cao bình phương. Bình thường thì bây giờ mình cho một ví dụ nha. Bây giờ là bạn cao 1m7, bạn cao 1m7, bạn hiện tại bạn có 50kg à. Người ta gọi là bạn mỏng như lá lúa hay là cây xào á, hoặc là thậm chí 1m. Nghe buồn không? Buồn với thật sự bản thân mình trước đây. Đây cho các bạn xem luôn là hồi trước á, là trước khi mình tập á, thì mình gầy như thế nào. Rồi, bao không nhận ra luôn, quá gầy, gầy quá mức cho phép. Zoom vô đây cho các bạn xem. Vâng, đây là Rai Long Fitness năm 2010, cách đây khoảng 2011, 2012 đều giống nhau. Rồi, đây là lúc chưa tập luyện. Các bạn có thể thấy là cái tay của mình nó rất là dài và nó không có ngắn như bây giờ. Nghĩa là không phải là mình tập cho cái tay của mình nó ngắn lại, mà là mình tập cho nó bự hơn. Và mình nhớ lúc đó là trước khi mà bắt đầu lần đầu tiên mình tới phòng gym á, thì cái cảm giác của mình là lúc đó là ai cũng bự hơn mình á, ai cũng cảm thấy mọi người đều khỏe hơn mình. Và cái bắp tay của mình khi đó nó nhanh như tay con gái vậy đó. Buồn không? Buồn chứ, nếu mình là nam mình sẽ thật sự rất là buồn về vấn đề này. Rồi, và chúng ta sẽ làm sao để khắc phục vấn đề đó. Trước tiên, lúc trước mình cũng ăn rất nhiều nhưng mình sẽ không hấp thụ được nhiều. Cái vấn đề hấp thụ nó cực kỳ quan trọng. Nếu mà bạn đang ốm và bạn muốn thay đổi cái chỉ số, đầu tiên hãy xác định chỉ số BMI của bạn là bao nhiêu. Lấy cân nặng chia cho chiều cao bình phương của bạn. Cân nặng tính bằng cm và chia cho chiều cao bình phương của bạn. Bây giờ, ok, mình ví dụ nha, nói cho chia cho phức tạp rồi. Bây giờ là ví dụ như bạn nặng 50kg, bạn chia cho chiều cao bình quân của bạn tính bằng mét nha, là 1.7 nhân cho 1.7. 1.7 bây giờ là 2.89, mà bạn lấy 50 bạn chia cho 2.89, bạn ra có 17 à, nghĩa là bạn nó rất là gầy. Cái số BMI nó dưới cái mức độ cấp gầy, mà cấp độ 1 là bạn dưới 18, nghĩa là bạn đã gầy. Bạn hiểu không? Cân nặng tính bằng ký, bạn chia cho chiều cao tính bằng mét ha. Rồi, cái nãy mình nói lộn rồi. Ok, như vậy thì có nhiều bạn còn BMI nó còn dưới 16, nghĩa là bạn sẽ gầy như thế nào. Ví dụ như bạn cao 1m7, bạn nặng có 45kg, bạn quá gầy. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu những nguyên nhân của vấn đề này. Đầu tiên là cái chế độ ăn của bạn. Một, cái chế độ ăn theo cái tổ chức y tế thế giới WHO hay WHO mình quên mất rồi, các bạn nhớ giùm mình ha. Rồi, ok, thì cái theo chuẩn tiêu chuẩn của họ thì một cái bữa ăn bạn phải cân bằng dinh dưỡng giữa việc là tinh bột nó khoảng tầm 60%, chất đạm nó khoảng tầm 20% và chất béo nó 20%. Cái điều cân bằng này thật sự rất khó. Trước đây khi bản thân mình, lúc mà mình mới bắt đầu tập thể hình, mới bắt đầu đến phòng gym, lúc đó hả, mình nhìn cái người mà nhấc được 100kg tạ, mình cực kỳ ngưỡng mộ luôn. Thật sự mình rất ngưỡng mộ, đến bây giờ mình vẫn còn nhớ cảm giác đó. Mặc dù bây giờ mình có thể nhấc 100kg với một tay rất là dễ. Tất nhiên, bạn luôn luôn khởi đầu rất chậm chạp, bạn luôn luôn khởi đầu với những điều yếu nhất. Và bạn muốn vượt qua nó, bạn sẽ phải tập luyện một cách khoa học. Bạn muốn tiến lên, bạn muốn thay đổi cơ thể của bạn, bạn phải thật sự nghiên cứu, bạn thật sự hiểu về nó và bạn phải thật sự thực hiện nó. Rồi, như vậy thì bạn sẽ thực hiện như thế nào? Điều đầu tiên là bạn biết cái chỉ số BMI của bạn là ít. Bạn phải xác định một ngày là bạn ăn bao nhiêu calo.
khi bạn xác định một ngày bạn ăn bao nhiêu calo, điều đó cũng chưa hoàn toàn là quá quan trọng bằng việc là bạn phải thật sự xác định là bạn ăn cái gì. Trước đây á, khi mà mình ốm á, mình rất là hay đi ăn ngoài, ăn vặt. Mình cũng có một cái chế độ ăn mà mình nghĩ là phần lớn nhiều bạn đều gặp phải cái vấn đề ở chế độ ăn như thế này. Đó là ví dụ như hay ăn mì gói nè, hay thức khuya nè, rồi hay ăn cơm tiệm mà ăn cái gọi là ăn gì cũng được. Hay là ăn cho no, hay là ăn sao cũng được. Rồi đôi khi cũng sử dụng nhiều bia rượu. Đó, vấn đề nằm ở chỗ đó đó. Tại sao? Tại vì gì? Giống như mình nói vừa rồi, ở cái chế độ ăn của bạn nó phải cân bằng khoảng 60% tinh bột, 20% chất đạm và 20% chất béo. Các 20% chất đạm và 20% chất béo đó mới là cái quyết định. Đây mình nói về cái vấn đề là cân bằng cái lượng pro carb fat trong cái bữa ăn hàng ngày của bạn thôi. Nó sẽ dẫn tới việc là bạn có tăng ký được hay không. Tại vì phần lớn nếu bình thường bạn ăn một cái chế độ bình thường, ví dụ như là bạn ăn một gói mì gói, bạn nấu mà bạn không bỏ con tôm hay là bạn không bỏ cái gì vô thêm hết, thực chất là chất đạm trong đó, nếu bạn ngồi bạn chịu khó bạn xoay cái gói mì mặt sau nó ra thành phần dinh dưỡng của nó, bạn tính ra cái lượng chất đạm chỉ khoảng 5-8%, lượng chất béo nó lên tới 30%, còn lại là tinh bột, đồng nghĩa với việc là bạn mất cái sự cân bằng dinh dưỡng. Điều đó dẫn đến việc là cái khối cơ của bạn nó không được xây dựng, nó dẫn đến việc là bạn không có sức tập. Và bạn không có sức tập thì bạn sẽ không thể ăn và hấp thụ nhiều hơn, cũng như gia tăng cái sự hấp thụ và trao đổi chất trong cơ thể của bạn. Rồi, như vậy cách khắc phục là bạn sẽ phải chú ý đến việc là bạn hãy ăn nhiều thịt cá hơn, thịt gà nè, thịt bò nè, cá nè, tôm nè. Đơn giản thôi, đúng không? Rồi, điều thứ hai là hãy lựa chọn thực phẩm tốt cho bạn. Ví dụ như những mì gói, thực chất là chất béo của nó quá nhiều và đồng thời là chất béo bão hòa. Khi bạn ăn nhiều cái đó, đảm bảo bao tử của bạn nó sẽ có vấn đề. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới vấn đề là hấp thụ và trao đổi chất. Rồi, mình đang đọc một bài báo trên Zin ghi như thế này, đó là cái chế độ dinh dưỡng của bạn nó không cân đối và dẫn đến việc là cơ thể của bạn không hấp thu được. Một rắc rối mà nhiều người gầy hay gặp phải là khả năng hấp thu kém. Nhiều người lầm tưởng cứ ăn nhiều sẽ béo lên. Tuy nhiên, trên thực tế cơ thể không thể sử dụng trực tiếp các loại thức ăn mà chúng ta ăn vào hàng ngày, mà còn một quá trình chuyển hóa thức ăn nhất định dinh dưỡng. Quá trình này sẽ bị hạn chế nếu các lợi khuẩn đường ruột hoạt động kém. Bao lâu rồi bạn chưa ăn sữa chua? Đây là câu hỏi nó rất là nghe nó rất là lạ, tại sao phải tập thể hình là phải ăn sữa chua? Nhưng thật sự sữa chua nó giúp cho bạn những cái lợi khuẩn đường ruột rất là tốt, đúng không? Bạn chưa chắc gì bạn biết được là thật sự là cơ thể của bạn hấp thụ tốt hay không. Nhưng một cái thói quen là nếu mà bạn ăn sữa chua thường xuyên thì mình cam đoan với bạn là cái lợi khuẩn trong cơ thể của bạn, đường ruột của bạn nó hấp thụ tốt. Bạn ăn tốt, bạn hấp thụ tốt, nó mới giúp bạn hấp thụ dinh dưỡng được. Tại vì cơ thể của bạn nó không phải là bạn ăn nhiều vô bạn mập, mà là bạn ăn, đồ ăn nó đưa vô trong miệng của bạn, nó xuống bao tử của bạn, nó phải được tiêu hóa. Sau khi nó tiêu hóa rồi, nó phải được hấp thụ. Nó hấp thụ được rồi, kết hợp với việc bạn luyện tập thể thao thường xuyên, nó mới kích thích để nó đưa vào cái khối cơ của bạn, nó xây dựng cái bắp tay, bắp chân, cơ bụng, cơ vai, xây dựng các khối cơ tăng lên. Một cái điều lưu ý nữa là các bạn bình thường các bạn ăn và các bạn nhai như thế nào. Trước đây mình ăn kiểu là nhai một hai cái xong mình nuốt trọng. Thật sự cái cách ăn đó nó không giúp cho cơ thể của bạn và giúp cho bao tử của bạn nó có cái lợi điểm. Bởi vì sao? Khi bạn ăn vô như vậy, cái bao tử của bạn, một nó phải hoạt động quá nhiều, mà đồ ăn nó không được xay nhuyễn, cái khả năng hấp thụ của nó sẽ kém hơn. Cái cách khắc phục đơn giản là bạn phải nhai kỹ hơn trước khi bạn ăn. Điều thứ hai là ăn quá vội vàng. Khi bạn ăn quá vội vàng, bạn nuốt rất là nhanh, bao tử của bạn nó sẽ bị stress. Nó stress nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ của bạn ha. Rồi, tiếp đến chúng ta đến với việc là cơ thể thiếu một số khoáng chất cần cho quá trình chuyển hóa dinh dưỡng. Rồi, bình thường bạn có hay ăn rau trong cuộc sống không? Hay là bao nhiêu lâu rồi bạn không đổi món ăn? Một cái quy tắc của cơ thể và các tổ chức y tế thế giới đều khuyên là bạn nên ăn đa dạng và thay đổi món ăn thường xuyên. Có một dạo thời gian mình ăn ức gà rất là nhiều, ăn lòng trắng trứng rất là nhiều, nhưng không tăng cân. Và có tăng thì cũng tăng mỡ chứ không tăng cơ và không trở nên săn chắc. Điều đó dẫn đến việc là một á, là cùng một món ăn mà ăn quá nhiều lần. Ví dụ như có nhiều người á, kinh khủng lắm các bạn, kể bạn nghe, nghe hết hồn luôn. Luộc một ký ức gà, ăn được sáng đến chiều, ăn kèm rau và cơm. Trời ơi, ăn kiểu đó ăn được một ngày, ăn qua ngày thứ hai ngán muốn ói luôn. Vâng, và người đó chính là mình. Mình đã từng phạm phải sai lầm đó. Thật sự ăn như vậy nó không hiệu quả. Một là bạn sẽ rất dễ bị ngán. Hai
là bao tử của bạn nó sẽ bị chết. Ba, mình đố bạn ăn kiểu đó là bạn thấy ngon á. Đúng rồi, không? Ai nói mà luộc cục ức gà ăn ngon á, và tự ăn ngày 6 bữa trong một ngày à, thì mỗi người có 1 ký chia ra, chia làm 6, ăn 6 bữa trong ngày mà ngon. Mà ngon á, mình tôn thánh luôn. Okay, rồi, vậy thì làm sao để ăn ngon? Đơn giản thôi, bạn phải thật sự, bạn phải đầu tư vào cái thời gian để bạn chuẩn bị bữa ăn. Bạn sáng bạn ăn bò, trưa bạn ăn gà, tối bạn ăn cá, ăn cho nó cực kỳ dễ hấp thụ bài ngon. Ví dụ như hôm nay bạn ăn bò xào, trưa thì bạn ăn cá, bạn chiên cũng được, không vấn đề gì. Bạn đừng nghĩ là bạn ăn nhiều chất béo là bạn sẽ lên mỡ ngay lập tức, nó không phải thuộc vấn đề đó, thì cái nó vấn đề khác nữa. Rồi chiều bạn ăn canh gà, rồi sáng mai ngày bạn lại ăn bò, bạn nấu kiểu khác. Trưa cá rồi, nói chung là bạn phải đa dạng cái thành phần dinh dưỡng của bạn lên. Và đôi khi trong một tuần sẽ có những ngày bạn ăn cua, ăn ghẹ, ăn tất cả nhiều tôm, sò, nó hải sản, rau, củ quả, trái cây đa dạng lại. Và nói tới vấn đề này, nhiều bạn sẽ vô ném đá mình, hay là nói anh ơi ăn vậy tốn nhiều tiền lắm, làm sao để mà em có tiền để mà ăn. Rồi xin thưa bạn, một là mình không giúp bạn kiếm tiền được, hai là bạn phải tự kiếm tiền để bạn ăn, ba là tiền của bạn thì bạn xài, thì bạn mình không cho tiền bạn, vậy bạn cũng không, mình cũng không lấy tiền của bạn. Video này là miễn phí. Và thêm nữa, một điều mình khuyên bạn là bạn đầu tư cho sức khỏe, những gì bạn nhận lại được nó sẽ rất là lớn. Có nhiều người có thể uống đi nhậu, uống 5 chai bia, mình nghĩ 5 chai bia nó không dưới, nó không phải là rẻ đâu. Ít nhất cũng phải 50 ngàn, nhưng mà đôi khi kêu họ bỏ 50 ngàn ra để họ đi chợ mua đồ ăn về thì điều đó rất là khó. Nhưng mà với bạn, họ sẵn sàng bỏ 50 ngàn ra để đi ra ngoài ăn tiệm. Thực chất là ví dụ với 50 ngàn hay 100 ngàn, nếu các bạn chịu khó, các bạn đi ra chợ, các bạn mua đồ ăn, các bạn sẽ mua được rất rất là nhiều thứ và đa dạng phong phú. Còn nếu mà bạn đi ăn ngoài một á, thì mình không biết là họ cho bạn ăn cái gì. Ôi, tại sao? Đó các bạn nha, nó khác nha. Một cái đùi gà các bạn mới chiên xong các bạn ăn, với một cái đùi gà bạn chiên thử hôm qua bạn hâm lại, nó mất giá trị dinh dưỡng. Chính cái việc mà bạn ăn những cái món ăn mà nó mất giá trị dinh dưỡng thì nó chỉ no thôi, nhưng giá trị dinh dưỡng nó không cung cấp vào cơ thể. Nghĩa là nó chỉ tích tụ năng lượng, nó gia tăng mỡ bụng của bạn, nhưng mà nó không bơm năng lượng vào phần cơ. Cái điều này khác nhau. Đồ ăn mới nấu, giá trị dinh dưỡng nó hấp thụ rất là nhanh. Ngon, ngon không? Ai kêu đồ ăn mới nấu mà không ngon, giơ tay lên coi, không có tôi trong đó. Rồi, thêm một điều nữa là đồ ăn sạch, đồ ăn mới nấu, đồ ăn đảm bảo chất lượng thì chắc chắn là bạn sẽ khó và gặp những vấn đề về bao tử. Bạn bị đau bao tử hay là những cái bao tử bệnh về đau dạ dày, táo bón thì chắc chắn nó ảnh hưởng đến cơ quan tiêu hóa của bạn. Và khi đó bạn phải gặp bác sĩ chứ không phải bạn gặp tôi, tại vì tôi không giải quyết vấn đề đó cho bạn. Ok, rồi. Như vậy, tóm gọn những vấn đề. Một, để bạn tăng cân, tăng cơ hiệu quả, bạn cần ăn đa dạng, ăn rất nhiều món ăn, chứ không phải là bạn ăn rất nhiều một món. Hai điều này hoàn toàn khác nhau. Hai là bạn phải có một chế độ sinh hoạt ngủ nghỉ hợp lý. 1-2 giờ sáng ngồi chơi liên minh thì nó chắc chắn nó sẽ không giúp cho bạn phát triển cơ bắp, mặc dù mình không chơi liên minh. Ok, rồi. Điều thứ ba là bạn phải ăn uống một cách cân bằng dinh dưỡng và ăn bữa ăn hợp lý. Việc nhịn buổi sáng nó sẽ không giúp ích cho bạn mà nó sẽ phá hủy cơ thể bạn cũng như là hệ tiêu hóa của bạn. Rất nhiều người bị đau bao tử vì nhịn ăn buổi sáng, trong đó có rất nhiều bạn bè của mình nói hoài không nghe, thôi tôi tôn lành thánh luôn đi ha. Rồi, nhiều người đừng nghĩ ăn đêm bạn sẽ mập. Lúc mà cơ thể còn nghỉ ngơi nhiều, bạn hãy cho nó được nghỉ ngơi, trừ khi một ngày bạn có thể tập, trừ ngày khi một bạn nặng 70 mấy ký, một buổi tập bạn tập 15 tấn tạ thì bạn có thể ăn đêm 3 chén cơm, còn không thì bạn hãy ăn một chén thôi, bạn đầy đủ dinh dưỡng. Tập trung ăn vào buổi sáng và buổi trưa giùm tôi cái. Một lời khuyên nữa, cơ thể của bạn nó không thay đổi trong một sớm một chiều. Đừng nghĩ việc là bạn bắt đầu thay đổi dinh dưỡng một tuần bạn quyết tâm chưa đủ hiệu quả. Bạn còn 50 tuần, tức là gần nguyên một năm, và bạn còn 100 tuần trong 2 năm để bạn thay đổi hoàn toàn việc đó. Bản thân của Ryan, từ khi mình rất là ốm 56 kg đến khi mà mình tăng là một cái vèo, một năm mình tăng 20 kg, mình đòi hỏi dinh dưỡng cực kỳ tốt, tốn rất là nhiều tiền vô trong đó. Điều thứ ba, thật sự là bạn phải lo cho vấn đề túi tiền của bạn, mà bạn chỉ có bạn giải quyết được vấn đề đó, mình không giải quyết vấn đề đó giùm bạn được, thì bạn ăn tốt bạn mới mập lên để thay đổi cơ thể của bạn. Nhiều bạn hỏi mình làm sao để ăn mì gói với xúc xích mà tăng cơ và đẹp. Fail, không thách nào được, tại vì cơ bản hai món đó rất nhiều chất béo, 80 đến 90% giá trị calo trong đó là chất béo.
quá mất cân bằng dinh dưỡng, không có lâu và chất xơ. Một điều nữa, nếu mà bữa ăn của bạn trong vòng một ngày, một tuần, một tháng, không cần tới tuần tháng đâu, trong tất cả các ngày ăn của bạn, nếu mà bạn chỉ ăn tập trung một cách rất là bình thường giống như mọi người hay ăn, hay là nói chung là nhiều người ăn một cách sai lầm, đó là ăn quá nhiều đồ ăn béo, quá nhiều tinh bột, những cái món chiên xào nhiều dầu mỡ, các bạn không có một miếng rau nào hết. Ăn một miếng pizza rất là dễ, ăn một lạng rau salad rất khó. Không tin về bạn mua rau salad bạn cân đúng một lạng bạn ăn coi nó dễ không? Tin tôi đi, khó lắm. Ăn nhiều trái cây khó, không dễ. Ăn nhiều trái cây ngọt quá dễ. Ăn chè dễ. Ăn nhiều cam, bưởi, quýt khó. Rồi, ăn nhiều cơm thì rất là dễ. Mà ăn nhiều cơm cũng tốt mà, đâu sao đâu. Mà nhiều người không chịu ăn cơm, thậm chí nhiều người chê cơm đi ăn mì gói. Tôi không hiểu sao tôi ghét mì gói ghê luôn á. Rồi, tóm gọn những vấn đề đó. Còn một vấn đề nữa là chắc chắn là bạn phải tập luyện rồi. Tại vì nếu mà bạn không tập luyện thì quá trình tất cả những vấn đề trên nó sẽ không có nghĩa lý gì hết. Bởi vì bạn cần tập luyện để nó kích thích cái trao đổi chất cơ thể của bạn, bạn mới ăn ngon hơn. Bạn tập, lúc bạn tập luyện, bạn đói thì bạn sẽ ăn nhiều hơn. Ăn nhiều hơn thì bạn chắc chắn bạn sẽ tăng cân, tăng cơ, với điều kiện là cơ thể của bạn trao đổi chất tốt và nó hấp thu tốt. Còn muốn hấp thu tốt, dễ thôi, ăn đa dạng, ăn ngon. Bạn không thể nào bạn ăn không ngon mà hấp thu không tốt được. Rồi, ăn đa dạng, ăn ngon, ăn đồ ăn mới, ăn đồ ăn tươi, ăn đa dạng nhiều món lên. Rồi, thịt cá, trứng, sữa, rau, củ, quả, trái cây. Rồi, thêm nữa là thật sự trong quá trình tăng cân á, thì bạn nên nói chung là bạn cũng nên ăn những món, ăn đa dạng lên, món luộc, món hấp, món xào, nhưng mà bạn có thể xào ít dầu thay vì bạn chiên. Nó sẽ tương đối cho cái việc là bạn tăng cơ, tăng cân, nhưng nó hạn chế của việc là bạn tăng mỡ. Còn nếu mà bạn gặp vấn đề gì về bao tử, hay là bạn đắt hoạt động tất cả những vấn đề đó đều cảm thấy tốt, thì vấn đề còn lại là vấn đề thuộc về bao tử của bạn thôi. Rồi, một cái mẹo nữa đơn giản nhìn cho các bạn, đó là hãy ghi chép lại cái gì mà bạn ăn. Tôi thắc mắc là tại sao nhiều người tập luyện mà không bao giờ thấy ghi chép, lịch tập không thấy ghi, lịch ăn không thấy ghi. Tôi hỏi bạn nè, bạn tập luyện mà muốn tiến bộ đúng không? Bạn ghi lại xem bữa nay bạn có tập luyện nhiều hơn bữa trước không? Bữa tuần này bạn có ăn nhiều hơn tuần trước không? Bạn không ghi lại sao bạn biết bạn ăn nhiều hơn? Bạn không ăn nhiều hơn sao bạn hỏi tôi là em ăn nhiều mà sao em không tăng cơ? Bạn có chắc là bạn ăn nhiều hơn không? Bạn đâu ghi lại sao bạn chắc? Đơn giản thôi, ghi lại đi nha. Rồi, ok, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại trong video clip tiếp theo.